Ôi, xin chào, hơn 30 triệu anh em đào Pi Network trên toàn thế giới nha. Trong clip này thì mình lại tiếp tục nói về cái việc bảo mật tài khoản Pi. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình đấy, Pico Team lại phát đi cái cảnh báo về việc bảo mật tài khoản Pi ngày gần đây nhất là ngày mùng 4 tháng 5, và đợt trước thì là vào ngày 30 tháng 4. Thì sau cái ngày mà trên giao diện chính của API có thông báo giảm tốc độ đào hàng tháng ấy, thì ngay lập tức Pico Team đã lại đẩy lại ngay cái thông báo về việc nâng cao cái bảo mật tài khoản Pi. Thì đây là cái giao diện chính đấy, giống như cái giao diện ngày hôm 30 tháng 4 thôi. Đó, nhưng mà nó cập nhật cái thời gian mới là ngày mùng 4 tháng 5. Vậy chi tiết như thế nào? Hôm trước thì mình đã có một clip nói về cái việc này rồi, nhưng hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một cái ý cũng khá là quan trọng. Đây, các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, các bạn xem này, trong đây là cái nội dung chính thức của cái thông báo mà nâng cao cái bảo mật cho tài khoản Pi. Thì cái phần này hôm trước mình chưa nói kỹ, hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì đây là phần nội dung bằng tiếng Anh, mình có chuyển sang Google dịch vì tiếng Anh mình cũng không tốt lắm. Đây, chúng ta cùng xem nhé. Nội dung của nó là gì? Nó cảnh báo với mọi người về những cái mà liên kết với mạng Pi Network nhưng mà có thể gây hiểu nhầm, nhầm lẫn, sai lệch, hoặc có thể đó là những cái trang web giả mạo. Thì đây các bạn đọc này, các bạn cần đặc biệt cẩn thận trên các phương tiện truyền thông xã hội đối với các trang web giả mạo quảng cáo gây hiểu lầm. Đó, địa chỉ email giả mạo dự án Pi Network này. Đây có cái phần này này. Điều này bao gồm các bên không xác định đồng ý sử dụng trái phép tên Pi, ví dụ như là XPPE, và thương hiệu làm cho có vẻ như là Pico Team đang được liên kết với họ trong một cái chương trình chính thức nào đó, với khả năng chính thức giữa hai bên, cái thỏa thuận chính thức giữa hai bên đấy. Một số bên trong số này có thể là đã đóng góp thực sự cho hệ sinh thái Pi, nhưng những cái tên này không tự động được ngụ ý quan hệ với đối tác chính thức của Pi, nghĩa là có thể là những cái PPE này này đã có những đóng góp cho hệ sinh thái Pi. Tuy nhiên Pico Team chưa xác nhận việc có hợp tác chính thức với họ hay không bằng một cái thông báo chính thức từ Pico Team. Đấy, những cái tuyên bố về quan hệ đối tác hoặc liên kết này là sai, trừ khi được xác nhận rõ ràng bởi các kênh liên lạc chính thức của chúng tôi và được liệt kê bên dưới. Đây các bạn này xem, liệt kê ở phần này này, phần MyPi này. Đó, thì các bạn để ý đây này này, cái XPPE là gì, nó ngụ ý đến những cái gì, và cần thậm chí là những cái XPPE này đã đóng góp thực sự cho hệ sinh thái Pi, thì làm cho mình liên tưởng ngay đến các cái dự án đã tham gia vào chương trình Pi Hackathon trong đợt trước của Pi, của dự án Pi. Đây, chúng ta cùng xem nhé. Một cái trang web tham gia dự án Pi Hackathon đợt trước đó là ExpressPi, tiếp theo là Pi Trainmail. Đấy, thì các bạn để ý đây, ExpressPi nó có giống cái cú pháp là XP ở trong cái cảnh báo trước của Pico Team không? Rồi đây, Pi Channel, đấy, nó có giống là PE trong cái cảnh báo trước của Pico Team không? Hai cái dự án này đều đã tham gia Pi Hackathon và đã có cái giải thưởng ở trong đấy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, sau cái cuộc thi đấy, thì Pico Team vẫn chưa có cái xác nhận chính thức là hai cái này được chạy hay là hợp tác chính thức hay là cái gì gì đó, mối liên hệ ràng buộc chính thức với dự án Pico Team chưa có nha. Tiếp theo các bạn xem này, có một cái game tựa game là Pipet, nó có giống với lại cái cấu trúc PE ở trong cái cảnh báo của Pico Team không? Đó, Pipet, cái trò chơi này hiện tại đến thời điểm này vẫn đang là một trò chơi gây tranh cãi rất lớn trong các cộng đồng đào Pi. Đấy, thì nói nôm na cái trò này như nào, các bạn bỏ tiền ra mua thú cưng nuôi lớn lớn rồi bán đi lấy tranh lệch đấy, kiểu kiểu thế thôi. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có gì là chính thức, Pi thì vẫn chưa để chuyển qua chuyển lại giữa
thậm chí là những cái tài khoản KYC rồi còn chưa chuyển được, bởi vì đã đẩy về ví đâu mà chúng ta có thể mua bán giao dịch được đó. Thế nên những cái trò chơi này vẫn còn đang rất là có nhiều ý kiến trái chiều đấy, kể cả những cái trang web như thế này này đấy, VinFast, VinFoom các thứ đẩy hết lên đây này, bổ não rồi các kiểu đấy, quần áo giày dép đủ thứ. Tuy nhiên Picotin vẫn chưa có những động thái gọi là xác nhận chính thức đối với các cái trang web này. Thế nên là một điều cảnh báo từ Picotin rất cần thiết là các bạn hãy cẩn trọng, và những cái thông tin mà các bạn có thể tin tưởng được sẽ đến từ Picotin thông qua các cái kênh chính thức được liệt kê ở đây các bạn nhá, những cái kênh thông tin chính thức được liệt kê ở đây này. Đó, như lần clip trước mình đã đề cập tới đó, tất cả những cái gì mà được phát ngôn từ Picotin từ những cái kênh thông tin này thì được gọi là chính thống và có độ chính xác cao, chính xác tuyệt đối đó. Còn những cái thông tin ngoài lề khác các bạn nên cẩn trọng. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và các bạn có thể để lại bình luận của mình về cái vấn đề này dưới ở phần bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn.